cũng chán mà. Như vậy thì tương đối cao, rộng, cao và giao tiếp tốt với người cao. Rộng có nghĩa là người này biết cách truyền thông. Phần sau mình sẽ nói với phần tráng. Mọi người thấy phần tráng của người này, cái bề ngang rất là rộng. Nó lên tới cả hai mắt này. Phần tráng ngang rộng và nó tương đối cong chút xíu. Và quan trọng là nó không có cái điểm nào vô ra, không có bất cứ một cái nốt ruồi, một cái vết đen hay là những cái vết sẹo hay là vết lõm gì cả, nó tương đối đầy đặn. Như vậy đây là một trạng tốt, sự lãnh đạo tốt, có khả năng tư duy lãnh đạo. Thứ hai nữa, nhìn ha, lông mày của người này tương đối là thương mình, thương mình. Nếu lông mày càng dày càng rậm thì người đó không có khả năng nhìn thấy được chi tiết, bản thân người đó không nhìn ra được chi tiết, mà thông thường chi tiết rất quan trọng cho việc quản trị. Do đó thì lông mày đòi hỏi mọi người có thể nhìn thấy được các cái cọng, các cái sợi lông mày. Nếu mà họ quá rậm, ví dụ như mọi người xem các cái người Ấn Độ á, những cái người mà Pakistan, Ấn Độ, những người Nam Á, thông thường lông mày cực kỳ, nếu mà tầng lớp lao động cực rậm luôn, đen ngọt giống như con sâu rậm. Họ đa phần họ chỉ biết nhìn chung chung cuộc đời họ làm ăn kiếm tiền mọi thứ, chứ họ không nhìn ra được những cái điểm sâu sắc, những điểm nhỏ nhỏ tinh tế. Và thứ hai là miệng ha, miệng người xem mình kéo xuống đây như vậy, rõ ràng là hai mép này chạm tới, như vậy là miệng này rộng đúng. Ở một tư thế bình thường ha, chứ không phải là đang cười. Như vậy đây là lý tưởng nè. Nguyên phần trán của cô này đó. Tôi nói đây nè, chồng chị đó. Thậm chí những cái hình của phần trán là rất là rộng bề ngang, rộng bề ngang, cao. Phần lông mày cũng tương tự, hai phần. Như vậy là đủ để mọi người có thể tưởng tượng một người lãnh đạo có tầm nhìn, có khả năng tư duy tốt, trực giác tốt. Đó, phần lông mày không? Rất là thương. Trán. Đây là trán rất là cao. Và phần trán rất đầy đặn, nó không bị bất cứ một cái vết, một lõm hay như thế nào cả. Như mọi người thấy, đây, phần trán đây, lông mày và phần mắt đi xuống, miệng rộng đủ. Nếu mọi người nhìn trên này á, người sẽ thấy một điểm đặc biệt ở đây, không phải là đặc biệt mà là cái tỷ lệ cân đối giữa ba đỉnh, tức là thượng đỉnh, trung đỉnh và hạ đỉnh. Thượng đỉnh đó nó tương đối là tương đối dài hơn, trung đỉnh đó thực sự là ngắn hơn, và hạ đỉnh đó rất là lớn, rất là rộng. Dĩ nhiên đây họ có hơi cường suy, mà nhìn thấy cũng ra tỷ lệ, tức là cái này tương đối là dài, cái này tương đối là dài, ở phần giữa tương đối ngắn. Nhớ đó, từ 15 cho đến 30 tuổi một sẽ ok, từ 30 cho đến khoảng 45 không bằng, nhưng mà từ 45 trở đi sẽ rất là ổn, rất là tốt, hậu quả tốt. Và giống như lúc nãy nói cầm rộng, có thể quản lý được rất nhiều nhân viên, cầm chắc khỏe.